Cùng với công trình nhà hát lớn và bảo tàng lịch sử, cầu Long Biên là một trong những công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của Hà Nội. Cầu Long Biên không chỉ có chức năng giao thông mà vượt lên đó là biểu tượng của cái tác kiến trúc và kết cấu thép. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cầu Long Biên được coi là công trình kết cấu thép đồ sộ nhất khu vực Đông Nam Á. Cầu được xây dựng bằng sắt nhưng không hề toát lên vẻ nặng nề thô cứng. Ngược lại, cây cầu lại rất uyển chuyển, duyên dáng vắt qua sông Hồng. Cầu Long Biên tạo nên một nét đẹp bao la cho thủ đô Hà Nội. Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng. Vào thời kỳ đó, nó thể hiện một thành tựu về trình độ kỹ thuật xây dựng cầu. Năm 1898, ngay sau khi nhậm chức, Paul Dome đã đưa ra ý tưởng xây dựng một cây cầu bắc qua sông Hồng dài 1.600m và vấp phải nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng này là điên rồ, không thể thực hiện được. Tuy nhiên, lễ khởi công xây dựng cây cầu vẫn được tiến hành vào ngày 12 tháng 9 năm 1898 với sự hiện diện của Paul Dome và các quan chức người Pháp, Việt. Cây cầu do hãng Dede Pile thiết kế và thi công theo đồ án B với kinh phí dự thầu là hơn 5.000 franc, tổng chiều dài 1.682m. Thiết kế theo kiểu dầm chìa, kỹ thuật này được sử dụng trong xây dựng cầu Tolbiac trên tuyến đường sắt từ Paris đến Orléans của Pháp. Tổng kinh phí cho công trình này lên tới 6.200 franc. Cầu được khánh thành vào năm 1902 và được đặt tên theo cha đẻ của ý tưởng là Dome. Cây cầu hoàn thành nối tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, tuyến đầu tiên trong hệ thống đường sắt Đông Dương. Theo tài liệu thiết kế, công trình cầu Long Biên hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Những tài liệu này có giá trị đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu về kiến trúc và kết cấu thép cho các nhà nghiên cứu và phục vụ bảo tồn, tu sửa di sản có giá trị sau này. Cầu Long Biên là được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thì đây là một cái công trình rất là đặc biệt của Hà Nội bởi vì nó được xây dựng bằng thép với cái chiều dài tính cả cái đường dẫn là gần 3 km bắc qua sông Hồng nối quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Thì trong suốt hơn một thế kỷ qua đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người dân Hà Nội. Cầu Long Biên là một phần của thủ đô Hà Nội, nó gắn bó với người dân nơi đây với mọi biến cố trong lịch sử. Cầu đã trở thành nhân chứng của thủ đô và trở thành biểu tượng của khoa học kỹ thuật và kiến trúc châu Âu ở Hà Nội. Với vẻ đẹp trường tồn của cầu Long Biên cùng với những giá trị kiến trúc và lịch sử mà cây cầu đang mang trên mình, cây cầu đang rất cần được bảo tồn và cải tạo như một di sản. Với những giá trị lắng đọng trên từng nhịp, cầu Long Biên đang và sẽ mãi là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Hà Nội.